Kính chào quý vị và các bạn trên khắp mọi miền Tổ quốc đã truy cập vào kênh của Tệ Audio, một kênh hiện nay đang cung cấp các thiết bị âm thanh hàng bãi, các dòng đẩy crowd macrotech cũng như dòng loa CPL. Quý vị thân mến, ở clip hôm nay Tệ Audio xin phép được giới thiệu đến quý vị và các bạn. Trước mắt quý vị và các bạn là một cặp loa với model JBL SR4735A. JBL SR4735A CG2 được sản xuất tại Mỹ, với một cặp loa được cấu trúc một loa bass 30. Được cấu trúc với một loa bass 40 từ 22 côn 100 và một loa chung đường kính 22 côn 5,1 cùng với một loa chép từ 17 côn 4,5. Đây là một cặp loa khi về đến cửa hàng của Tị Audio thì cũng không bị va chạm xất sát chỗ nào đáng kể. Và hình thức bên ngoài thì cũng còn rất đẹp. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng xem về dòng loa này. Vâng, hàng vừa về, Tị Audio cũng chưa kịp lau chùi, cũng chưa kịp vệ sinh. Nhưng hình thức nhìn nó cũng còn rất mới và rất đẹp. Chỉ cần lau qua các bụi bẩn là hàng sẽ đẹp thôi. Và hôm nay em muốn quay và giới thiệu đến quý vị và các bạn. Ở clip sau em sẽ khui thùng ra để mời quý vị và các bạn chúng ta cùng xem về tất cả nội thất ở bên trong của sản phẩm này. Vậy quý vị nào có nhu cầu sở hữu những dòng loa này để hát karaoke cũng như nghe nhạc và sự kiện những khi có những đám tiệc hoặc nghị đông người cần mạnh mẽ, xin vui lòng liên hệ với Tị Audio theo số điện thoại 0975600005 để được tư vấn chi tiết nhất, hoặc kết bạn Zalo theo số điện thoại 0975600005 để được cung cấp hình ảnh chi tiết nhất. Vâng, hình thức và mỹ phẩm còn rất đẹp. Lần trước bên Tị Audio có về một cặp JBL SR4738. Hiện nay khách đã lấy và đã sử dụng. Và cặp lần trước thì trong khi vận chuyển bị xát xát mất một tí góc cạnh, nhưng bác khách vẫn hoàn toàn thông cảm và bác đã hỗ trợ, ủng hộ, đã tin tưởng và lấy bên cửa hàng của Tị Audio. Nhưng cặp này thì may mắn hơn, trong khi vận chuyển không bị xát xát chỗ nào, tất cả còn nguyên vẹn. Vâng, tất cả còn nguyên vẹn. Em chỉ cần lau sơ cái bụi đi là quý vị và các bạn chúng ta nhìn thấy sẽ đẹp ngay. Vậy quý vị nào có nhu cầu sở hữu, xin hãy liên lạc với Tị Audio theo số điện thoại 0975600005. Và bây giờ em xin phép được dừng clip tại đây. Thân ái chào quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn những clip tiếp theo. Tị Audio sẽ khui thùng để mời quý vị và các bạn chúng ta cùng xem về nội thất bên trong. Thân ái chào quý vị và các bạn.